Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V các bạn ạ. Ở thị trường Việt Nam thì gồm có những chiếc xe Honda CR-V, ví dụ như trong nước thì có bản 2.0, phiên bản 2.4, phiên bản nhập khẩu thì có phiên bản nhập khẩu Đài Loan là 2.0. Và chiếc phiên bản này cũng là nhập khẩu nhưng rất đặc biệt các bạn ạ, rất hiếm có tại thị trường Việt Nam. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V nhập Mỹ các bạn nhé, nhập tại Mỹ, tại thị trường Mỹ luôn các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này được sản xuất năm 2010, đăng ký cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này lăn bánh được 8 vạn mai rồi các bạn ạ, 8 vạn dặm các bạn nhé. Tôi xin nhắc lại ở đây là 8 vạn dặm, nó không tính bằng km như ở Việt Nam. 8 vạn dặm thì nó rơi vào khoảng 15 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, 14 đến 15 vạn km. Và cái đồng hồ cam kết là chuẩn các bạn nhé, không tua. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và khác với những phiên bản trong nước hoặc là nhập khẩu Đài Loan thì phiên bản 2.4 nhập khẩu Mỹ này chạy nó khác biệt luôn các bạn ạ. Tại vì tiêu chuẩn Mỹ là cao nhất rồi các bạn ạ. Tiêu chuẩn của Mỹ là tiêu chuẩn cao nhất, cho nên là chất lượng nó cũng tốt, đi rất là chắc chắn các bạn ạ, đầm chắc. Đấy, và chiếc xe này thì rất là đẹp rồi. Và chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Tất cả về chiếc xe Honda CR-V này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Đấy, lại bàn về đến cái giá. Chiếc xe này tại thời điểm năm 2010, giá nó cao hơn những chiếc xe ở trong nước rất là nhiều. Chính vì giá nó cao hơn cho nên là thị trường Việt Nam rất ít người bỏ tiền ra để mua chiếc xe này. Đấy, cho nên là vì giá nó rất là cao. Nhưng đến thời điểm bây giờ, sau 13 năm sử dụng thì các bạn ạ, chúng tôi chỉ bán nhỉnh hơn những chiếc xe trong nước có một chút thôi. Đấy, thậm chí là còn bằng những chiếc xe của trong nước của các bạn ạ. Đấy, 389 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 sản xuất năm 2010. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V sản xuất năm 2010, nhập Mỹ, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe lăn bánh được 8 vạn mai rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.